Đây là bỏ quả đầu thì cho em một bầy hươu ở trong trận đấu này. Bài đấu đang có bỏ quả bầy hươu 4 con dành cho cái thủ chim sẻ. Với một bài đấu ở gần cũng có 3 giờ bầy hươu 5 con, xin lỗi các bạn. Chúng ta để các bạn dẫn trước với tỷ số là 4-4 trong buổi tối ngày hôm nay. À, chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa ở trong trận đấu này để có được chiến thắng trước bộ ba Tiểu Lý Ngư, Hoàng Hải và Tiểu Hoàng Ca. Đây bầy hươu đi về, bầy hươu 5 con đến từ chim sẻ, một mỏ quả đầu 7 cây để em có thể khai thác. Bàn máy của Yugi Định Văn thì đang có bầy hươu đưa về. Như vậy là bài đấu cũng đánh theo kiểu ăn thịt voi hươu trước dành cho bộ đôi Yugi và Vinh Thủ Định Văn. SO thiết kế tại rừng dừa với bầy hươu đầu 5 con đưa về chính mình luôn dành cho hai anh em. Vâng, rất mong anh em cho tôi xin một like, một nút chia sẻ video livestream để cổ vũ cho cả ba game thủ chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Đang thua hơi nát người anh em ạ. Rát quá. Có quả đầu để cho Yugi Định Văn rồi. Bài rừng dừa này liệu rằng hai anh em có đi ra ngay hay không? Nó phụ thuộc vào cả đồ ăn nữa anh em ạ, thêm rừng thông như thế này. Và còn một con hươu nữa, bầy hươu đầu, bầy hươu đầu 6 con này cho Yugi Định Văn. Chúng ta quay trở lại máy thủ chim sẻ. Để vừa né được đôi sư tử, có quả phụ luôn. Tí nữa chết dần, thì bầy hươu này cho em. Trận đấu này hai hươu hai quả đủ đồ ép đời rồi. Đây là bầy hươu đầu thiết kế. Bầy hươu chiếc bầy hươu đầu tiên dành cho cái thủ chim sẻ với một quả đầu 7 cây. Còn quả phụ cũng gần quả đầu thôi. Và vào đến với trận đấu này, tôi vẫn xin giới thiệu bạn Genie Cherry Butterfly điểm tựa thành công. Là mẫu ghế công hiệu tốt nhất và nổi tiếng nhất của Genie Cherry. Ghế dùng chất liệu lưới cao cấp, mềm, mịn, bền và thoáng khí, phù hợp với kiểu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm của Việt Nam. Với tính năng tùy chỉnh đa dạng phù hợp với vóc dáng người Việt, giúp giảm trọng lượng cơ thể, tác động lên cột sống, cổ vai gáy, phòng tránh và cải thiện các bệnh về xương khớp với dân văn phòng. Được sản xuất bởi Genie Cherry, nhà máy sản xuất ghế ergonomic hàng đầu thế giới. Ghế Genie Cherry Butterfly bảo vệ sức khỏe, mang lại trải nghiệm dùng tuyệt vời đến cho bạn. Anh em thể truy cập thêm đường link mà mình đã ghi phần comment để sở hữu chiếc ghế đến từ nhà tài trợ Genie Cherry chúng tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đang chuẩn bị thiết kế thêm một chiếc nhà BS nữa để khai thác bầy hươu thứ hai trong trận đấu này. Hơi đáng tiếc khi trận đấu này không có voi dành cho đội chủ chim sẻ đây S2. Nhân hai dân bên trong còn thêm bầy hươu nữa, bài ba hươu hai và quả để ép đời. Rằng một đôi Yugi Định Văn đi ra ngay hay không thì một lát nữa chúng ta biết được anh em ạ. Thôi kiểu cay à. Nhưng mà thực sự là bộ đôi Yugi Định Văn ở trong kèo này thì nó rất là thòn. Khẳng định anh em là bộ đôi Yugi Định Văn vào kèo này nó thòn. Rồi thêm chiếc nhà bé nữa để ăn thêm bầy hươu 4 con để đủ chim sẻ. Bài 3 hươu 2 quả để ghép đời. Nhà thì nhìn qua rừng rú đây cũng khá là ổn định. Cái điểm yếu sẽ là từ mặt nhà đồng đội sang. Từ mặt 3 giờ vào 6 giờ lên đấy. Nhanh thôi không đau đâu à. Rồi thêm bầy hươu nữa. Hươu 4 dành cho bài đấu này. Và còn thêm một vài con hươu nữa từ mặt giữa bản đồ. Đây sẽ là chiếc nhà BB đến từ cái thủ chim sẻ. Đấy, cứ thêm hai con hươu này thôi. Vâng, hươu nhảy rất là linh tinh. Quả vẫn đang khai thác hai mỏ này. Hơi khó thì chúng ta có thể bật lại trong buổi tối ngày hôm nay. Đây là nhà BB. Mặc dù mình là một người rất là lạc quan nhưng mà vào kèo này thì cảm giác nó giống như từ từ nhé, trận này Tiểu Lý Ngư chết một dân. Và kèo này nó giống như kiểu team FS đánh 4-4 đấy các bạn ạ. Giống kiểu FS đánh 4-4 đấy. Khiến anh em cảm giác khá là ối rồi ôi. Giống như team FS chúng tôi đánh 4-4 cho anh em xem hàng ngày. Đang soi tham một tơn. Như vậy là lên đời cân với đó chính là người cầm bóng 40 phía ban của đôi Hoàng Hải và game thủ Tiểu Hoa Ca. Đội BBAB thiết kế bài kích đời ở trong đầu 9 với 25 dân cộng 1. Bắt đầu xóa ruộng để đủ chim sẻ. Giống hệt em đi buồn buồn. Cảm giác nó no hope anh em ạ. Nó no hope quá. Ôi lạc quan lắm rồi nhưng mà nghe nó cứ no hope kiểu gì ấy.
Trong kèo này chúng ta còn thắng một trận. Chứ còn để như MU vô địch C1 con này là không thể rồi. Đó là không thể rồi anh em ạ. Đó là không thể so sánh với MU được. Chúng ta vẫn còn đỉnh hơn những fan hâm mộ MU. Nói chung để nhìn vào trận đấu này thì so sánh giữa độ gọi là tuyệt vọng với fan MU thì tất nhiên chúng ta vẫn được đánh giá là cao hơn. Bộ 5A bắt đều thì anh cũng chia sẻ và anh cũng xem cái này thì sẽ đối đầu với cùng đá với các bạn. Là bộ vế mặt giữa hai nhà với dãy nhà BE. Bạn bè giờ ta có BAK rồi. Đây là tân đường đầu tiên đến từ người cầm 4 game thủ của Hải và Tiểu Ca ở cánh bên này. Ta đang mất con dốc trước cửa nhà BA nên sẽ phải đánh thủ. Đối 4/44 dành cho game thủ chim trần áo. Đang cầm gấu xoa ruộng và đẩy lùi lưng quân của bạn. Đây nhà BA của đối phương. Cố gắng ốp A 14 luôn đấy chim trẻ. Rất tự tin với bài đấu 5 A của mình. Ốp thẳng nhà BA người cầm 14. Đó là cùng gờ đối phương. Đấy xúc luôn trong tình huống này. Rồi ốp đi. Tờ tiếp theo bạn đổi ra nên trẻ đang có thêm một tờ nữa đẩy lên. Năm A đã ốp trên 52 trong bài đấu này rồi. Ăn được cung gờ với bạn và xin các bạn cũng ăn được cung gờ chúng ta. Cố gắng dí lên và ốp thẳng nhà BA đối phương thôi. Rồi đây. Thêm ruộng. Có sự có mặt đến từ bộ đôi Yugi và game thủ Tuấn Văn ở cái bên này để xúc vào nhà người cầm 4. Hôm nay là 55/56 đến từ game thủ chim sẻ, thêm tấn nữa đẩy lên dí vào nào. Một người ốp A, một người đuổi quân và sổ bên trong nhà đối bạn để có thể ăn dần. Hôm nay 55 đến từ game thủ chim sẻ, đây nhà BA bên phía đối phương. Chúng ta đang có thể trận công tổng lực ở trong trận đấu này. Cái bên kia quan trọng là chỉ như chết một dần và lên muộn. Nên cả ba anh em có thể có là xúc nhà người cầm 4 bộ đôi Tiểu Hoàng Khai cũng như đối thủ Hòa Hải trước. Vẫn đang ốp về nhà BA thì đối phương các bạn đang thủ được một số lượng quân khá lớn ở gần khu vực nhà BA. Tham bài 60 đến từ game thủ chim sẻ với bài 5 BA của mình. Có sự vật đến từ người cầm 3 đây, bỏ bài bắt đầu tạt một cung đờ sang đến từ Tiểu Ngư. Có bắt luôn tờ này. Ăn hoa. Thêm một con hiệu. Và một đôi Yugi và Tịnh Văn cũng đang tụ được số lượng cung đờ là khá đông trong trận đấu này đấy chứ. Không thấy cung đờ dành cho anh em nhưng mà chúng ta đang chưa biết là chúng ta chưa ăn được triệt để nhà của cầm 4. Và Tiểu Ngư sẽ xúc vào nhà của Yugi Thịnh Văn thôi. Yugi Thịnh Văn tham lai 51/72. Ờ không, như vậy đi dâng Nga đến từ hai anh em. Ở nhà bắt đầu bị quản chạy thôi. Hai anh em đi dâng Nga lên và kết hợp cùng chim sẻ đáng để công nhà của 4. Bài dâng 5A đến từ Yugi Thịnh Văn. Lúc đầu mình chưa chuyển sang mặt máy Yugi Thịnh Văn nên chưa biết là có dâng Nga hay không. Giờ tham lai hai anh em 5A trong bài đấu dâng Nga với tham lai 50 như này là cực kỳ tuyệt vời rồi. Những dân ở nhà đó đều tiên quyết và bắn bay tất cả cơ sở đoàn người cầm 4 bên phía đối bàn. Hay quá. Cửa thắng trận này là đang tươi nhá. Khi mà sẻ đang chưa mất gì nên cửa thắng trận này đang là tươi. Dành cho bộ 3 game thủ đến từ Việt Nam. Vâng, chim sẻ thắng vừa lên được cái chặt gỗ 2 cho những con cung đường của mình rồi. Và máy game thủ chim sẻ với tham lai là 71. Đây những con đơn vị nông dân của người cầm 4 và cần phải tụ quân để ăn chết để tân dân này đối phương. Tân dân rất to đến từ Hòa Hải và Tiểu Ca. Và các bạn chạy luôn kìa. Như vậy là màu 6 bắn lên trong. Đây là pha về E để nó xe. Đây là pha về E nhưng không thành công. Chúng ta đủ khá dần của các bạn. Bạn chết rất nhiều dần rồi. Tiếp tục bắt dần của đối phương nào. Chạy đi đâu con sâu này. Cay lắm rồi đấy. Bằng thắng 4 trận liên tiếp chứ có phải là đơn giản đâu.
Nam Lai 77 dành cho ứng thủ trên xe. Và bắt được rất nhiều dân của G14. Bây giờ sẽ là BC để có thể nâng cấp chiếc xin lỗi, nâng cấp cái công nghệ đầu máu cho những đơn vị cung rở mình. Và tham đè rúi rụi rồi. Bây giờ thì tiểu ngư đang to, nhưng vấn đề là chim thẻ đang có to hơn cả tiểu ngư. Và màu 6 chúng ta vẫn còn tham trong vài đấu đi dưỡng nè. Đây cho một đôi Yumi định văn. Và bố muốn đang đi vào để bóc, nhưng sẽ đã có quân đứng kê mặt này và ngăn cản tất cả những tình huống đi công về phía đội bạn. Và liệu sẽ có tăng nhà bè thứ 6 hay không thì ngay cùng chờ. Chưa tình huống tăng nhà bè thứ 6 đến từ thủ chim xe. Và tham lai 84/88 dành cho bài đấu này của sẻ rồi. Bò bế rộng hơn rồi, chín luôn mặt 12 giờ và là đẹp nhất. Nói chung dâng A cái có sát thường ngon luôn anh em ạ. Và bắt quân của G13 thôi. Và đây sẽ là thế phát triển đến từ thủ chim sẻ nắng và thủ tiểu ngư. Nghĩa là sẻ vẫn sẽ đi quân để xúc nhà tiểu ngư đấy. Bắn hết thương tình huống đi bóc máy với các bạn rồi. Rồi lên dần nhà tiểu ngư, và đặc biệt là game thủ Yugi cũng như là Tịnh Văn cũng sẽ có những áp lực vào nhà của game thủ tiểu ngư ở trong trận đấu này. Bởi vì đơn giản hai anh em đi dâng A. Đây là những đơn vị tàn quân của G14. Bắt nốt tên này thôi. Và anh em đợi một chút nha. Bầu của tôi đang quấy quá, nhanh để tôi đi ốp này. Vâng, cũng quay trở lại với trận đấu này khi Tham Lai chim sẻ đã lên con số là 107/136 và bắt đầu dùng dịch về phía nhà tuyển ngư để có thể có tình huống ốp quân. DA thứ 6 đã có đi thủ chim sẻ rồi, đây rồi, màu 6 có mặt ở đây luôn, đó là bộ đôi Yugi và Tịch Văn. Đến thủ tuyển ngư đang kéo quân về, chúng ta sẽ ốp thẳng vào nhà bên phía đối bạn ở trong trận đấu này. Tránh đi Ngọc Tú nhá, hello anh. Xuyên luôn. Tầm này rồi, tôi nói thật bạn anh ngán ngẩm cái gì, anh như nào? Chỉ có nói, tôi nói thẳng luôn anh như nào? Anh thích như nào? Nhào. Vâng, một bốn lao vào hết đây được chưa? Ui giời ơi. Chạy hộ cái, pha về E đấy, thủ chim sẻ đáng để bắt quân người G14. Không cho đối phương có cơ hội tẩu thoát. Tiếp tục là những pha về E đấy chim sẻ nhưng không được rồi. Đây là nhà G13, cái thủ tiểu ngư, cái thủ Yugi Tịnh Văn đang có rất đông quân ở trong trận đấu này. Vào hết đây. Và anh lại có tấn móc từ 12 giờ. Hơi bất ngờ. Bảo vào hết đây đội bạn vào thật. Hôm nay là lead mode đến từ thủ chim sẻ của bắt quân người 14 tỷ số. Thì chúng còn là 24 trong buổi tối game này. Đây rồi, hành trình của những người đi gỡ đã đến.